Em đi bắt thỏ hả? Hả? Đi đâu á? Bắt thỏ hả? Trong đó có con thỏ hả? Thỏ đâu? Ờ, để bỏ vô đi. Sao để đó? Con thỏ đâu? Where's the bunny? Bunny đâu? Thiên Kim, con làm gì vậy? Con phá hư của cha rồi, nó cha la đó nha. Thiên Kim, I don't know. Thiên Kim, bunny. What? Ở trong đó có rồi, con đi bắt nó làm gì? Do bunnies smell the carrot meal? Why you want to catch it anyway? I like to. We just need to be patient. Thiên Kim, just sitting there, it's not gonna come out. Why? Because you scared it. But how do I hook it? I want the bunny to come in and snack. Thiên Kim, I don't know. You have to ask Daddy. Okay. No, 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 no. Em no. Oh. Ush. No, no, no.